Sáng nay ngày 18 tháng 9, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Liên minh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam VBF đã phối hợp tổ chức chương trình đối thoại chính sách 2024 với chủ đề Tạo động lực cho tăng trưởng bền vững, tối ưu hóa kinh tế, công nghệ và năng lượng. Đây là lần đầu tiên Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng VBF xây dựng một diễn đàn để các lãnh đạo ở các địa phương, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp cùng thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất những giải pháp chiến lược nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Việc tổ chức buổi đối thoại này nhằm tăng cường liên kết giữa chính quyền thành phố Hồ Chí Minh, chính quyền các tỉnh thành vùng Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long với cộng đồng doanh nghiệp FDI. Đồng thời ghi nhận ý kiến đóng góp từ cộng đồng doanh nghiệp FDI về môi trường đầu tư, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, khuyến khích nhà đầu tư có sự cam kết đầu tư dài hạn, chiến lược tại thành phố và các tỉnh thành vùng Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long.